Nhiều thế. Nhiều, 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 nhiều. Người thì mắc bệnh người đây là à thôi giờ trận độc lang chiến đi cho đỡ chán người thứ hai nha. Ok gọi thật lớn hả? Gì đây? Ê, tự dưng tôi xin lỗi nha. thấy gì kìa? Kiểu kiểu cảm giác lắp lại cái bình tĩnh nào pro rồi luôn của hả 18 xong à không ấy khô tóc gì trời nói thế chịu rồi tại hạ không biết hay gì thêm. Ê, bắn súng này ra tôi rồi, còn chọn súng này nữa. Bắn súng này hoa hiệp rồi vẫn chọn gì. Nó chỉ biết súng. Bình tĩnh nào pro. Ngồi đồ ăn à? Ngồi thuốc của ăn à? Là tính ngồi thuốc của ăn à? Bình tĩnh nào pro. Không thích, con lấy gì, nhìn thật mình không biết ai không. Được rồi. Tết tết lại. Không đi thôi. Ấy, lại súng ngắn. Mình không được chọn súng. Nhất là cái súng phun lửa, cái súng phun lửa chẳng ngán thằng nào, auto tú tâm một, cái súng phun lửa rồi mình lại dùng thêm cái nội tại của cái con Sonya, cái con mà trước khi chết nó bất tử. Ăn gì vậy?
gì em? Bảo gì đây? Bảo bảo à, anh biết à, không biết này, không biết này. À, cái gì này gọi là bơ ha? Quên lâu ngày quên hết tên này. Anh biết thôi, béo lắm rồi. Câu này quen á. Đây mấy đứa này, mấy đứa nó giống cái hiệu ứng này. Mấy đứa xí từ giờ trận mất trận đi về rồi đấy. Về nhà cày ghế xin xả nhựa. Gì má? Cay. Út không nói. Từ từ bình tĩnh rồi nói. Chúng ta hãy thật từ chậm hơn. Ơi thấy nhau. Tốt rồi. Kêu cái gì? Cố ăn, cố vô. Đó. Không biết. Ok. Tôi chỉ muốn xin tố đây chứ. Yeah, tôi không biết ăn. Đâu. Ngoan. Nói gì con?